Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Kỳ họp cho thấy sự chủ động, linh hoạt, kịp thời thích ứng của Quốc hội nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh đặc biệt, vì một mục tiêu duy nhất, đem lại sự phát triển cho đất nước. Tại phiên họp, tờ trình về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và các báo cáo thẩm tra đã lần lượt được trình bày. Dự kiến kỳ họp bất thường sẽ bế mạc vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.